Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về Corona. Thưa quý vị và các bạn, số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc đã không còn gây choáng váng, nhưng ở Ý và Hàn Quốc, những con số này đang khiến người dân toàn thế giới lo ngại. Khuya ngày 25 tháng 2, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã bố trí phương tiện đưa 18 trên 20 du khách Hàn Quốc về nước sau khi có kết luận cuộc họp giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng với Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và các đơn vị sở ngành liên quan. Khoảng 22 giờ tối ngày 25 tháng 2, đoàn xe chở 18 công nhân Hàn Quốc vào cổng sân bay quốc tế Đà Nẵng bằng lối đi riêng. Các hành khách đều đeo kính khẩu trang, lực lượng chức năng kiểm tra y tế những người này và khử trùng toàn bộ hành lý trước khi lên máy bay. Tài xế và các xe đưa đón những người này sau khi trở về cũng được khử trùng để bảo đảm an toàn. Chuyến bay chở các công nhân Hàn Quốc khởi hành lúc 22 giờ 55 ngày 25 tháng 2 đến sân bay Incheon, Hàn Quốc. Chuyến bay này chỉ có 18 trên 20 hành khách Hàn Quốc, do có hai công dân nước này xin ở lại Đà Nẵng để thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam. Ngoài ra, hai du khách Thái Lan cũng ở lại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly. Lực lượng an ninh được bố trí tại khu vực đoàn xe chở 18 du khách Hàn Quốc đi qua. Trước đó, những hành khách này đến Đà Nẵng vào gần trưa 24 tháng 2 từ sân bay Daegu, Hàn Quốc. Đoàn khách này gồm 20 người Hàn Quốc, 2 người Thái Lan và 58 người Việt. Trong đó, một người Việt có biểu hiện sốt được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 57 người Việt còn lại được đưa lên khu cách ly tại Trung tâm Đồng Xanh, Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Các du khách Hàn Quốc ban đầu được đưa vào Bệnh viện Phổi để cách ly theo quy định, nhưng họ không đồng ý và muốn ra cách ly ở khách sạn. Sau khi Sở Y tế Đà Nẵng làm việc với đại sứ Hàn Quốc, họ đồng ý ở lại Bệnh viện Phổi cho đến hôm sau và có nguyện vọng về nước. 57 ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ. San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp. Một trong những quan chức hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, các báo cáo của công chúng rằng các chuyên gia y tế dự đoán virus corona mới sẽ lây lan ở Mỹ. Giới chức y tế Mỹ hôm 25 tháng 2 khuyến cáo công dân nên bắt đầu chuẩn bị ứng phó với sự lây lan virus corona tại nước này trong lúc dịch bệnh bùng phát nhanh chóng ở Iran, Hàn Quốc và Italia, làm dấy lên lo sợ rằng kinh tế toàn cầu sẽ bị tổn thương. Số người chết tại Iran đã tăng lên đến 16, cao nhất ngoài Trung Quốc, với 95 ca nhiễm. Italia cũng ghi nhận ca tử vong thứ 11 trong 322 ca nhiễm, ổ dịch lớn nhất châu Âu. Trong khi đó, Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc với gần 1.000 ca nhiễm và 11 ca tử vong. CDC ngày càng lo ngại về sự lây lan trong nước Mỹ. Các chuyên gia y tế nói rằng diễn biến dịch ở Italia, Iran và Hàn Quốc có chung một mô hình. Seoul và các Sunni đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan toàn cầu của virus. Giám đốc Trung tâm Hệ miễn dịch và Bệnh hô hấp quốc gia thuộc CDC nói với phóng viên rằng dữ liệu về sự lây lan của virus trong một tuần qua đã khiến CDC ngày càng lo ngại về sự lây lan trong nước Mỹ. Chúng tôi nghĩ sẽ có sự lây nhiễm trong cộng đồng tại Mỹ. Vấn đề ở đây không phải là chuyện đó có diễn ra hay không, mà là chính xác khi nào chuyện đó sẽ diễn ra và bao nhiêu người ở nước này sẽ mắc bệnh nặng. Sự gián đoạn đối với cuộc sống hàng ngày có thể nghiêm trọng. Đồng thời cảnh báo người dân Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng tác động của virus có thể xấu với việc đóng cửa trường học, hủy bỏ các sự kiện công cộng và người lao động buộc phải ở nhà. Cũng trong hôm ngày 25 tháng 2, CDC cho biết số ca nhiễm virus gây ra bệnh được đặt tên chính thức là COVID-19 đã lên đến 57 ca ở Mỹ với 4 người trở về từ tàu du lịch ở Nhật Bản. Ông Bruce Auer, trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Thế giới WHO, ca ngợi việc chính phủ Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán, một thành phố có dân số 11 triệu người ở tỉnh Hồ Bắc, kể từ ngày 23 tháng 1. Ông nói quyết định này đã giúp tránh được một cuộc khủng hoảng, hạn chế sự lây lan của dịch Covid trên toàn cầu. Trong buổi họp báo chung với Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, NHC, tại thủ đô Bắc Kinh tới ngày 24 tháng 2, ông Albert nói, thế giới mắc nợ người bạn. Những người dân ở Vũ Hán đã và vẫn đang trải qua một giai đoạn thật khác thường, đối mặt với một loại bệnh chưa từng được biết đến trước đây. Trung Quốc đã áp dụng một trong những chiến lược cổ xưa nhất để kiểm soát bệnh. Ông mô tả công tác dập dịch toàn chính phủ, toàn xã hội của Trung Quốc là phi thường và tham vọng linh động nhất trong lịch sử. Tôi biết mọi người nhìn vào số liệu và thắc mắc chuyện gì thực sự xảy ra.
Nhiều nguồn dữ liệu đều chỉ ra cùng một điều: số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc đại lục đang giảm. Nhờ vào những biện pháp đã tiến hành, ông Everett lưu ý. Ông cho biết thế giới cần kinh nghiệm và tài liệu từ Trung Quốc để chống chọi dịch Covid-19. Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm nhất trên thế giới về căn bệnh này. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới đã xoay chuyển được tình hình bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng vào quy mô lớn. Tuyên bố được đưa ra sau khi nhóm chuyên gia WHO đã đến thăm Bắc Kinh, Quảng Đông, Tứ Xuyên và tâm dịch Vũ Hán trong tuần rồi. Tính đến sáng ngày 25 tháng 2, dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra đã làm 2.700 người tử vong trong số hơn 80.000 người nhiễm, đa số ở Trung Quốc đại lục. Báo cáo của WHO ngày 24 tháng 2 đánh giá rằng dịch Covid-19 đã ở Trung Quốc đại lục trong giai đoạn đến ngày 2 tháng 2 và đã giảm dần điều kể từ đó. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã lây sang ít nhất 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran đang báo động trước tình hình số trường hợp nhiễm tăng vọt. Bản tin về dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem tin. Hãy nhấp nút đăng ký để cập nhật tin mới nhất trong ngày.